Rồi, hello mọi người, nếu các bạn đang có những cái đèn LED mini nhỏ gọn như vậy, như đây trên tay mình đang là Sponric RM120 nha, một con đèn LED RGB, công suất tầm 10W, chung là cực kỳ ngon nha. Con này mình đang dùng rất là dùng một thời gian rất là lâu rồi, là một cái đèn fill light, ánh sáng tạo màu, effect ánh sáng để mình quay sản phẩm, unboxing rồi mình review á, rất là ngon, làm đèn fill light nha. Rồi thì một cái cách gắn lên đèn, thường hãng sẽ tặng kèm những cái chân cao su nhỏ nhỏ này, mà gắn cái chân plat nè. Đó, nhưng mà cái cách tối ưu nhất luôn mình nghĩ mọi người nên dùng những cái magic arm, thì có nhiều hãng làm nhiều mức giá khác nhau, 300, 200, rồi Smoric thì 650, Tita 650, còn cái mẫu này mình đang bán giá là 300, chung làm cũng đẹp, CNC chất lượng. Đó, mình sẽ gắn vào những cái khung cây mẫu vốn nữa nè, gắn cái đèn điều chỉnh được 360 độ rất là tiện và hơn rất là nhiều. Rồi mình sẽ gắn thử nha. Đó, là sau khi mình gắn xong rất là tiện không, bạn xoay 360 độ chỉ đều phía trước phía sau rồi cầm luôn cực kỳ gọn luôn. Đó, những cái comment nhất luôn, dùng những cái đèn led mini thì nên mua magic arm, nó sẽ tối ưu nhất. Đó, nếu bạn không chung là nó sẽ hơi to tí xíu, nhỏ hơn có những cái màu cao su, nhưng mà cái này thực sự nó tiện cho mình. Ngoài tác dụng ra bạn hãy dùng những monitor rồi đầy đủ rất là tiện, giá thành nó không quá cao, 300k thực sự một mức giá hợp lý cho một cái con magic arm này, tải 23 kg với màn hình monitor đèn led là thoải mái nha. Rồi các bạn cần cứ nhắn mình luôn, mình đang có bán đèn led và cái magic arm luôn nha, cực kỳ ngon, một combo như vậy luôn, có thể gắn với đèn Faraday M40 vẫn được.